Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay em xin phép thay thế anh Vũ giải đáp một số thắc mắc của khách hàng về cái sản phẩm Somix E1 này. Thì trong thời gian vừa qua thì có một số khách hàng hay hỏi gọi điện đến và hỏi Thiên Vũ rất là nhiều vấn đề về kỹ thuật liên quan đến con E1 này. Thì hôm nay là em sẽ giải đáp cho tất cả cho mọi người luôn, cũng như là hướng dẫn lại cho mọi người sử dụng luôn nhé. Vâng, thì trước mắt của các bạn á, đây là tất cả các phụ kiện của Somix E1 mới trước khi đến tay của khách hàng. Thì mình có thể thấy đây nè, đây em trên tay em đang cầm cái tay mic của nó nè. Thì cái phần pin á, thì cái con này á, là mình sẽ sử dụng pin thay hoặc là pin sạc. Đây, mình lắp vào thôi. Cái này dễ rồi. Quan trọng là em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng trực tiếp trên cái tay mic. Còn đây là cái phần cục thu sóng. Thu sóng thì trên cái thuộc thu sóng này nó sẽ có một cái nút on off. Khi mà chúng ta mở on lên thì nó sẽ có cái đèn báo ở đây. Đây, còn đây là cái jack sạc của cái cục thu sóng. Đây thì cái jack sạc thì em có tặng kèm cho mình là cái dây sạc đi theo rồi. Và đây phần pin là pin thay. Thì có nghĩa là mình xài thời gian, ví dụ trong trường hợp mà khách ở tỉnh hoặc là ở nước ngoài chẳng hạn đi, thì mình xài sử dụng một thời gian mà pin nó bị hư á, thì mình vẫn có thể mình thay được. Cái điện mà cấp vào cho nó là 3.7V, còn cái phần dung lượng miliampe á, thì mình tùy chọn. Có nghĩa là khách hàng có thể chọn dung lượng cao hơn để mà mình sử dụng cái thời gian nó trải nghiệm lâu hơn một xíu. Thì cái phần pin này á, thì nếu mà bình thường như khách hàng sử dụng mà khi mà hết pin á, mình sạc á, thì mình sạc trong vòng khoảng 2 tiếng hơn thì mình sẽ canh giờ mình sạc thôi. Đây cái đèn báo hiệu có nguồn điện cấp vào nè. Đó, còn cái phần micro á thì đây, trên tay em đang cầm cái tay mic của mình đây, thì đây là cái bảng điều khiển của cái micro của mình. Thì cái nút mà trên cùng hết là cái nút nguồn. Cái này mọi người chúng dễ hiểu mà. Đây, nút nguồn. Phía dưới của nó là hai nút tăng giảm âm lượng. Thì biểu tượng của nó là cái hình tam giác tăng giảm âm lượng. Tăng giảm âm lượng là như thế nào? Có nghĩa là trong trường hợp nghĩa là cái độ bắt của mic á, nhưng mà cái âm lượng đầu vào của mic á sẽ mức cao nhất là 9, nhưng mà đối với em hay cài đặt cho khách hàng á thì là sẽ để mức 8 thôi. Mức 8 là mức là khá ổn rồi. Còn phần mình tăng giảm âm lượng gain trên loa là gain nữa. Đó. Còn cái phía dưới nữa đó là hai cái nút mà hình nút nhạc á, thì đó là tăng giảm chép. Tăng giảm chép. Đây. Thì cái này là mình có thể mình tự động điều chỉnh được. Nhưng mà em khuyên mọi người là không nên chỉnh những cái bass chép. Tại vì thứ nhất á, là mình trên cái đường line của lo bô hoặc bất cứ lo CBL thì nó đã có cái bass chép riêng trên lo rồi. Thì mình chỉnh trên lo nó sẽ chính xác hơn. Còn cái nút ở giữa ở đây. Đây cho mọi người thấy rõ không? Đây, cái nút này là nút echo thì nó rất là quan trọng đây. Đây echo thì chúng ta sẽ có 5 level. Cao nhất là 5. Chúng ta bấm về nữa nên nó trả về 0 nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Thì mục đích của cái micro này là chủ yếu chúng ta lấy echo thôi. Đó. Còn cái phía dưới cùng á, là tăng giảm bass. Phần bass với chép á, chúng ta không có chỉnh nhiều. Hạn chế chỉnh. Có nghĩa là hạn chế càng tốt. Chúng ta chỉ lấy cái mặc định không thôi. Chúng ta chỉ lấy echo trên tay mic này. Đó là cách sử dụng trên cái phần tai mic. Còn đối với mà trong trường hợp một số khách hàng hỏi với em là bị mắc sóng, có nghĩa là ví dụ như xài thời gian cái mình sử dụng bạn bè bấm hoặc là nhà có em bé chẳng hạn vậy thì hay nghịch đó, bấm những cái nút này mà vô tình nó bị lệch tần số đi. Nè, em hướng dẫn cho mình cái cách về lấy lại cái tần số của nó. Thì mọi người để ý nè, trên cái tai mic chúng ta thì có một cái con mắt chữ IG ở đây ngay chân dưới màn hình LED đó mọi người. Đây có một con mắt chữ IG. Thì trên cái phần mà thu sóng chúng ta thì cũng có, thực chất là bên trong cái phần nhựa này nó cũng có một con mắt để mà nó cho giúp chúng ta hiểu á, thì nó nằm trùng ngay chân cái đèn báo pin á, cái đèn báo pin mà mình thấy nè. Đó. Thì cái thao tác nó như thế này. Cái bước đầu tiên là cái nút mà tăng giảm âm lượng ban đầu em nói á, đó, thì chúng ta sẽ đè giữ một trong hai cái nút này, em đè giữ. Đó. Thì nó sẽ hiện lên một cái chữ set. Thì sau đó chúng ta sẽ đưa con mắt này nhìn vào cái cục thu sóng. Chúng ta chờ khoảng 5-6 giây gì đó. Đó, nó khi nó quét xong thì nó hiện lên chữ OK. Đó là một thao tác. Chúng ta sẽ test lại, kiểm tra lại. Thì kiểm tra lại đây mình để đây. Trên cái cục thu sóng nó có cái đèn báo nè. Hay. Đó, nó chớp xanh liên tục nè. Hay. Đó. Ví dụ
khi em không nói chuyện, cây đèn xanh nó đứng lại nè. Đây, ví dụ khi em không nói chuyện thì cái đèn xanh nó sẽ đứng lại, mà chúng ta sẽ nói chuyện là 2222 thì cái đèn xanh nó sẽ chớp, thì nó là dấu hiệu của là chúng ta đã lấy lại cuộc sống thành công. Đó là một trường hợp thứ nhất. Cũng là một trường hợp khác nữa, đó là khi mà mình về mình sử dụng á, hai tay mic vẫn bắt sóng bình thường, nhưng mà cảm giác là khi mà cái tín hiệu mic mình nó bị nhiễu, hay bị sâu, hay bị rẹt rẹt những cái tiếng mà sột soạt, những cái tiếng mà là tiếng tạp âm xấu mà phía đuôi mà khi mà khách hàng sử dụng á, khi hát á, thì đó là cái đó là có thể hiểu nôm na đó là do cái tần số của cái sóng mình đang chọn nó không phù hợp với tần số sóng ở gia đình, bắt buộc chúng ta phải chọn lại tần số khác. Khi mà chúng ta chọn lại tần số khác thì cái thao tác cũng tương tự cái cách dò sóng, và chúng ta phải thêm một bước nữa. Đây, chúng ta vẫn giữ cái nút tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng, chúng ta giữ trong vòng 5 giây. Đó, sau khi nó hiện lên chữ set thì chúng ta bấm liền cái nút tăng giảm âm lượng luôn. Đó, thì chúng ta có thể thấy là cái tần số B nè, kênh B nè, nó đang chạy nè. Thì nó sẽ chạy từ 00 tới 99. Đó. Đây, đó như thế này. Thì chúng ta sẽ chọn bất kỳ thôi. Em ví dụ lúc đầu là em đang chọn là băng tần là B01. Thì bây giờ em sẽ chọn lại băng tần là B25 đi. Đây. Thì trong đó chúng ta sẽ đưa cái con phun sóng vào để mà dò lại. Trong chút xíu. Đây. Ok, đó. Thì nó hiện báo lên chữ ok là chúng ta lấy lại được cái tần số của mình. Đó là cái về ta lấy lại cái tần số sóng cho cái micro. Còn trong cái phụ kiện mà bên em giao cho mọi người á, thì trong bên em có tặng kèm thêm một cái cọng dây nối. Đây, cọng dây nối là như thế này nè. Đó. Đây. Thì cọng dây nối này có chức năng đó, là chúng ta sẽ nối thẳng vào đây luôn, nối thẳng vào cục tủ sóng luôn như thế này. Đó, nó thẳng vào. Nó vào. Em lấy một cái loa BOS 1 để mà em thử phạm nha. Cái tác dụng của cọng dây nối này, thứ nhất là nó sẽ gọn với thiết bị. Đây, mình để đây như thế này, nó rất là gọn. Thứ hai là trong trường hợp ví dụ không có cọng dây này đi, cắm vào đây. Trường hợp mà nhà có tiệc á, con cháu hoặc là mình đi ngang, mình vô tình mình đá ngang cái này thì nó lại bị dễ bị hư cục này. Đó, thì cái cọng dây nối nó là cái giải pháp cho mình sử dụng nó nhanh hơn và gọn hơn. Đây. Như thế này. Em đã hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái micro này cũng như là giải đáp một số thắc mắc cho những khách hàng đã từng mua cũng như là đang phân vân về sản phẩm E1 này. Đó, thì em xin phép khúc cuối này em nói chuyện một mic nha, sẵn nghe luôn cái trạch âm mộc của cái mic này luôn. Thì tất cả cái cách sử dụng á thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có phải là phức tạp giống như là chúng ta sử dụng một hệ thống. Còn về sản phẩm á, giá bán lẻ là 2,5 triệu cho những khách hàng mua lẻ. Nếu mà như những anh chị mà đã mua combo về lo BOS 1 đó, mọi người thấy nè, thì đối với lo BOS 1 á, thì giá theo combo sẽ giảm cho được anh chị 10% cho mình mua lo và mic kèm theo. Đây là cái giá ưu đãi. Thì mọi cái thắc mắc á, mọi thắc mắc về vấn đề micro, lobo hoặc là những cái đồng lo CBL mà anh chị đang dự định muốn mua á, thì có thể là gọi điện trực tiếp qua số hotline của bên em cũng như là kết bạn Zalo, thì sẽ có những bạn trực và tư vấn nhiệt tình cho mình. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và mua hàng tại Thiên Vũ. Mọi người hãy bấm like và share cái clip này cũng như là đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái clip, những cái sản phẩm mới, những cái công trình mới, những cái review về sản phẩm cũng như hướng dẫn kỹ thuật trong những cái clip sau và mới nhất. Xin chào mọi người.